Trường Giang xin kính chào quý vị khán giả của Đài SBTN. Kính thưa quý vị, trong chương trình phóng sự của Đài SBTN Boston, Trường Giang đang có mặt tại hội trường St. Gary nằm trên thành phố Dorchester, tiểu bang Massachusetts, để tường thuật lại ngày lễ tưởng niệm Đức Trần Hưng Đạo. Kính thưa quý vị, hàng năm, cộng đồng người Việt tị nạn tại thành phố Boston cũng như tiểu bang Massachusetts có ngày tưởng niệm để nhớ lại một bậc tướng đã từng làm vẻ vang nòi giống Việt Nam. Và Trường Giang xin mời quý vị theo dõi những hình ảnh sau đây. Kính thưa quý vị, lễ tưởng niệm Đức Trần Hưng Đạo được tổ chức tại hội trường St. Gregory thuộc thành phố Dorchester, tiểu bang Massachusetts vào Chủ nhật ngày 22 tháng 9 năm 2013. Với sự tham gia đông đủ của các hội đoàn, đoàn thể cũng như các đồng hương tị nạn cộng sản đang sinh sống tại vùng New England. Lễ tưởng niệm Đức Trần Hưng Đạo được tổ chức long trọng qua sự phối hợp của các hội đoàn trong tiểu bang, bao gồm Hội Diên Hồng, Hội Phụ Nữ Mass, Gia Đình Mũ Đỏ, Hội Quân Lực và Hội Phụ Nữ Cờ Vàng. Năm nay, lễ tưởng niệm được bắt đầu bằng cuộc diễn hành ngắn trên con đường Dorchester, vòng quanh trường trung học Pope John Paul II, dẫn đến hội trường làm lễ. Sau phần diễn hành là phần làm lễ dân hương để tưởng nhớ đến vị anh hùng dân tộc đã ba lần đánh bại quân Nguyên Mông ra khỏi biên giới phía Bắc Việt Nam. Các võ sinh thuộc võ thuật cổ truyền Bình Định đã thể hiện các đường võ tinh anh điêu luyện của mình trong buổi lễ. Các hội đoàn trong cộng đồng người Việt đã tổ chức ngày lễ tưởng niệm Đức Trần Hưng Đạo hàng năm để tưởng nhớ lại vị anh hùng đã không khuất phục với giặc Tàu phương Bắc và cũng để nói lên tinh thần bất khuất của dân tộc Việt Nam ngàn đời đấu tranh để giành giữ quê hương. Phần trình diễn hoạt cảnh hội nghị Diên Hồng sôi động do các bác, các chú, các cô trong cộng đồng biểu diễn. Thank you.
Trong ngày lễ tưởng niệm Đức Trần Hưng Đạo thì Trường Giang được trò chuyện với trưởng ban tổ chức, đó là chú Đỗ Đăng Danh. Thưa chú có thể cho biết quá trình sắp xếp để được có một ngày lễ tưởng niệm tốt đẹp như ngày hôm nay? Vâng, trước khi trả lời cháu thì xin phép để chào tất cả quý vị khán thính giả của đài SBTN. Thật ra thì lễ Trần Hưng Đạo đã được Hội Diên Hồng tổ chức cách đây 23 năm, và trong thời gian vừa qua thì trước cái sự mà giặc tàu xâm lăng đất nước, cho nên mà Hội Diên Hồng đã mời các hội đoàn khác cùng hợp tác tổ chức, và hiện tại thì có 5 hội đoàn, đó là Gia đình Hải quân Việt Nam Cộng Hòa, Hội Liên Kết Lân, Hội Phụ Nữ Cờ Vàng, Hội Phụ Nữ Việt Nam Massachusetts, Trường Võ Thuật Cổ truyền Bình Định và Hội Diên Hồng ngày hôm nay đứng ra tổ chức lễ Trần Hưng Đạo để tưởng nhớ vị anh hùng, đại anh hùng của dân tộc đã có công đánh đuổi giặc ngoại xâm, cứu nước để dựng nền độc lập cho đất nước. Chúng tôi rất là vui mừng ngày hôm nay có sự hiện diện của đài SBTN tới đây để tham dự cùng với chúng tôi. Thưa ông, nói với Đức Trần Hưng Đạo thì chúng ta đã biết qua 3 trận đánh bại quân Nguyên Mông trong gần 700 năm về trước. Nhưng hiện nay thì chính quyền Cộng sản Việt Nam nhu nhược với sự bành trướng và gây hấn của chính quyền Trung Cộng. Thưa ông nghĩ sao về cái việc làm và cầm quyền của chính quyền Cộng sản Việt Nam hôm nay? Vâng, tôi nghĩ rằng là bất cứ một cái cuộc chiến nào cũng vậy, nó phải do cái sức đoàn kết của toàn dân. Thời nhà Trần đã tạo được cái sức mạnh đoàn kết toàn dân một lòng, quân dân một lòng, cho nên chúng ta có thể, Đức Trần Hưng Đạo đã lãnh đạo toàn dân toàn quân đánh bại quân xâm lược nhà Nguyên 3 lần. Thời nay cũng thế. Cái việc đầu tiên bây giờ nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải đứng về phía nhân dân, phải làm sao thu phục của nhân dân để có thể kêu gọi toàn dân cùng đứng lên để mà chống ngoại xâm cứu nước. Còn với cái tình trạng hiện tại, nếu nhà cầm quyền Cộng sản tiếp tục làm tối tới cho tàu thì đất nước chúng ta cũng sẽ bị lệ thuộc vào cái giặc tàu kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Việt Nam. Nhưng toàn dân Việt Nam chắc không bao giờ bỏ qua cái lịch sử của Việt Nam, người dân Việt Nam luôn luôn kiên cường đứng lên. Thời buổi nào thì cũng có nhân tài, cũng có anh hùng hào kiệt. Do đó, đất nước Việt Nam chắc chắn một ngày đó cũng sẽ được đuổi được bỏ sơn ra khỏi đất nước, đồng thời cũng sẽ loại trừ được những người, những kẻ mà làm tôi tớ cho tàu của ngoại bang ra khỏi đất nước của chúng ta. Thì chúng tôi nghĩ rằng là cái việc đầu tiên là bây giờ tất cả những kêu gọi những người lãnh đạo Cộng sản hãy ý thức để trở về với nhân dân để cùng chống ngoại xâm cứu nước. Vậy thưa ông, nghĩ tới Đức Trần Hưng Đạo thì chúng ta nghĩ về điều gì và cảm tưởng riêng của ông trong ngày lễ tưởng niệm Đức Trần Hưng Đạo hôm nay? Thưa, chúng tôi nghĩ rằng là nghĩ tới Đức Trần Hưng Đạo, chúng ta phải nghĩ đến là người mà đã có công để mà lãnh đạo toàn dân toàn quân đánh bại quân Nguyên 3 lần. Và như vậy có nghĩa rằng người dân Việt Nam chúng ta cần phải nói gương của ngài, đặc biệt là giới trẻ ngày hôm nay. Khi mỗi nghĩ đến Đức Trần Hưng Đạo thì chúng tôi nghĩ rằng là với một cái sức tuổi trẻ, các anh hùng của chúng ta không có ai tự nhiên mà có, mà phải đi từ cái giới trẻ mà đi lên.
Do đó, thanh niên là rường cột của đất nước, thì chúng tôi cũng mong rằng là tất cả các anh chị em thanh niên nói riêng, toàn dân Việt Nam nói chung sẽ cùng một lòng noi gương Đức Trần Hưng Đạo để chúng ta cùng đoàn kết để diệt kẻ thù ngoại xâm, để chúng ta giữ gìn đất nước của chúng ta. Chúng tôi cũng kêu gọi tất cả các anh em bộ đội đang phục vụ cho chính quyền cộng sản hãy đứng về phía hàng ngũ của nhân dân, vì quân đội là để chống giặc cứu nước, phải quân đội không phải là một cái thể lực, một cái lực để phục vụ cho một cái đảng phái nào cả. Thưa quý vị, nhân ngày lễ tưởng niệm Đức Trần Hưng Đạo thì Trường Giang rất hân hạnh được trò chuyện với giáo sư Trần Văn Thành. Thưa giáo sư, thì xin giáo sư có vài lời gửi đến đài SBTN. Xin chào anh Trường Giang, rồi xin gửi lời kính chào tất cả quý vị khán giả theo dõi chương trình truyền hình. Thưa giáo sư, thì khi mà mình nghĩ tới Đức Trần Hưng Đạo thì chúng ta nghĩ đến điều gì trước? Chúng ta nghĩ tới một vị tổ tiên đã có công bảo vệ đất nước và làm cái tấm gương sáng cho lòng yêu nước cho tất cả những cả ngàn năm nay, cả những thế hệ đến ngàn năm sau. Chúng ta khi nghĩ tới Đức Trần Hưng Đạo, chúng ta hãnh diện là một người Việt Nam không bao giờ chịu cúi đầu với bất cứ sự nô lệ đàn áp của những dân tộc nào khác. Giáo sư, nói đến Đức Trần Hưng Đạo thì chúng ta đã biết đã ba lần Đức Trần Hưng Đạo đã đánh bại quân Tàu. Nhưng hiện nay chính quyền Cộng sản Việt Nam đã nhu nhược với sự bành trướng của Bắc Kinh cũng như là sự gây hấn, và họ đã chiếm đi hoàng đảo Trường Sa và Trường Sa của chúng ta. Thì theo giáo sư, thì giáo sư nghĩ gì về cái việc làm của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay? Thứ nhất là một công dân Việt Nam sống ở bất cứ thời đại nào, ở bất cứ nơi nào trên thế giới, ở dưới bất cứ chế độ nào, chính trị nào, chúng ta vẫn là người Việt Nam. Nếu Đức Thánh Trần đã chống quân Tàu ba lần thì lần thứ tư, tức là trách nhiệm của tất cả chúng ta, những người ở trong nước, những người ở ngoài nước, phải hợp nhất một lòng là sẽ không bao giờ khuất phục dưới sự thống trị xâm lăng của bất cứ một dân tộc nào. Và nếu Đảng Cộng sản nhân danh là đảng cầm quyền đất nước Việt Nam ngày hôm nay mà không đứng lên để đấu tranh đòi lại lãnh thổ của dân tộc Việt Nam, thì chính chúng ta là những người ở khắp mọi nơi phải tìm cách bắt tay để làm chuyện mà cha ông chúng ta đã làm. Thưa giáo sư, thì Trường Giang biết là giáo sư rất là bận rộn trong công việc. Câu hỏi cuối cùng của Trường Giang là ngày lễ tưởng niệm của Đức Trần Hưng Đạo thì riêng giáo sư thì có ý nghĩa gì đối với giáo sư? Là một ngày để cho tôi hãnh diện làm người Việt Nam. Mặc dù tôi không sống ở đất nước Việt Nam, mặc dù tôi mang công dân của xứ sở Hoa Kỳ, nơi đã đón nhận tôi, cho tôi sống một đời sống tự do, xứng đáng với phẩm chất của con người. Nhưng trong trái tim tôi là người Việt Nam, Việt Nam vẫn ở trong tôi. Và những ngày như hôm nay là những ngày nhắc nhở cho tôi biết rằng mình đến từ đâu, và nhắc nhở cho con cháu của tôi và bạn bè tôi biết chúng ta đến từ đâu. Trường Giang tường thuật từ thành phố Boston, tiểu bang Massachusetts. Quý vị vừa xem xong phần phóng sự lễ tưởng niệm Đức Trần Hưng Đạo. Và Trường Giang chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình, và xin hẹn lại quý vị trong chương trình kỳ tới.